Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi nhà hàng Siam Timpot and Yakiniku, văn phòng bán vé máy bay Việt Nam Mango Tours và công ty ChaCha POS là công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin Hoa Kỳ đêm nay là bản tin liên quan tới việc nắng nóng bao trùm Texas và Florida trước khi chính thức bắt đầu mùa hè. Nắng nóng bao trùm nhiều khu vực của Texas, Gulf Coast và miền Nam Florida trong tuần này. Đúng một tháng trước khi chính thức bắt đầu mùa hè, Miami đã trải qua tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay. Chỉ số nhiệt ở Miami lên đến 112 độ F vào cuối tuần trước, cao hơn 11 độ F so với kỷ lục hàng ngày trước đó. Chỉ số nhiệt cuối tuần qua cũng cao hơn 5 độ F so với nhiệt độ hàng tháng của Miami. Ông Brian McNaughtly là nhà nghiên cứu tại Đại học Miami cho biết, điều khá ngạc nhiên là có 2 ngày liên tiếp với chỉ số nhiệt 112 độ F ở Miami. Đây là chuyện hoàn toàn chưa từng thấy ở thời điểm giữa tháng 5. Mùa hè năm ngoái là mùa hè nóng nhất trong lịch sử đối với Miami và đối với toàn cầu. Các chuyên gia thời tiết dự báo nhiệt độ cao hơn bình thường trên toàn quốc trong 3 tháng tới. Vào tuần trước, Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Hoa Kỳ viết tắt là NOAA nói rằng 2024 nằm trong số 5 năm nóng nhất trong lịch sử. Chỉ số nhiệt 112 độ F gần đây ở Miami được ghi nhận trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đánh dấu lần thứ nhì trong lịch sử thành phố có những ngày liên tiếp có chỉ số nhiệt bằng hoặc cao hơn mức đó. Lần trước đó là ngày 8 và 9 tháng 8 năm 2023. Miami mở rộng khoảng thời gian thành phố xem là mùa nóng chính thức từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 10 hàng năm, do nhiệt độ cao bắt đầu sớm hơn. Trong khi đó thì cảnh báo nắng nóng được phát đi cho khu vực miền Nam của Texas. Nhiệt độ ở một số địa phương có thể lên đến 113 độ F, đặc biệt là dọc theo sông Rio Grande. Thượng nghị sĩ Rick Scott công bố tranh cử lãnh đạo Thượng viện sau khi Thượng nghị sĩ Mark Cornell nghỉ hưu. Trong thư gửi đồng nghiệp vào hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Rick Scott cho biết ông sẽ tranh cử chức lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện để kế nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Mitch McConnell, người công bố sẽ rút lui khỏi chức vụ này sau cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Scott, một người cứng rắn của đảng, phát tín hiệu ông sẽ dẫn dắt phía Cộng hòa đi theo con đường giống với ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Trong lá thư, ông Scott nói rằng đây là thời điểm cần thay đổi lớn. Ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cần phản ánh quan điểm và nguyện vọng của cử tri Cộng hòa. Cử tri Cộng hòa cho rằng chúng ta không đấu tranh mạnh mẽ cho những vấn đề họ quan tâm. Ông Scott sẽ đối diện với Thượng nghị sĩ John Thune, hiện là nhân vật số 2 của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, và Thượng nghị sĩ John Cornyn, một cựu phụ tá lãnh đạo. Phía Dân chủ hiện nắm giữ thế đa số 51 trên 49 tại Thượng viện, nhưng phe Cộng hòa có nhiều khả năng giành lại Thượng viện trong tháng 11. Ông Scott tranh cử vào chức vụ này hồi tháng 11 năm 2022 nhưng thất bại. Ông McConnell, 82 tuổi, là lãnh đạo đảng lâu dài nhất trong lịch sử Thượng viện. Hồi tháng 2, ông công bố ông chuẩn bị rút lui khỏi chức vụ lãnh đạo theo sau nhiều sự việc, trong đó ông im bặt khi đang nói trước công chúng sau khi bị chấn thương đầu vì bị té ngã hồi tháng 3 năm 2023. Ông McConnell giữ vai trò lớn trong việc giúp ông Trump củng cố thế đa số bảo thủ 6-3 tại tối cao pháp viện, mở đường cho các phán quyết bước ngoặt như chấm dứt công nhận quyền phá thai và mở rộng quyền súng. Thẩm phán chặn luật của Florida cấm chở di dân đến tiểu bang. Một thẩm phán hôm thứ Tư tạm thời chặn một phần của một luật của Florida, trong đó đưa án phạt hình sự khi cố ý chở những người thiếu giấy tờ di trú hợp pháp đến tiểu bang. Luật này có hiệu lực từ năm 2023, sửa đổi tội buôn người để xem những trường hợp như thế này là tội đại hình. Thẩm phán Roy Edmund nhắc lại lời khai từ các nguyên đơn rằng họ quá sợ hãi, không dám đến và rời khỏi Florida với bạn bè hay người thân gia đình không có giấy tờ vì sợ bị bắt giữ hoặc truy tố hay thành viên gia đình của họ bị trục xuất. Thẩm phán chặn luật của Florida chờ kết quả các vụ kiện từ Hiệp hội Công nhân Trang trại Florida và 7 người bị ảnh hưởng. Thống đốc Ron DeSantis xem di trú là chủ đề chính trong cuộc vận động tranh cử tổng thống bất thành của ông và tiếp tục ưu tiên vấn đề này, một lo ngại hàng đầu của cử tri trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Luật của Florida cũng phân bổ ngân sách để đưa di dân không có giấy tờ cư trú hợp pháp ra khỏi tiểu bang, giới hạn tiếp cận thẻ căn cước và bắt buộc doanh nghiệp sử dụng hệ thống điện tử để kiểm tra một người có đủ điều kiện làm việc hay không. Đơn kiện chỉ tập trung vào phần vận chuyển di dân. Các luật sư của Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ, tức ACLU, và các tổ chức khác đại diện nguyên đơn khen ngợi phán quyết trên là chiến thắng lớn đối với người dân Florida. Người thứ nhì nhiễm cúm gia cầm được xác nhận ở Michigan. Ca nhiễm cúm gia cầm ở người thứ nhì được xác nhận ở Hoa Kỳ kể từ khi virus được phát hiện trên bò sữa lần đầu tiên vào cuối tháng 3.
Việc nhiễm virus của công nhân trại bò sữa ở Michigan mở rộng đợt bùng phát virus vốn lây truyền trên gia cầm trong nhiều năm qua, mặc dù Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC khẳng định rủi ro cho cộng đồng ở mức thấp. CDC cho biết Trung tâm không phát hiện bằng chứng cúm gia cầm lây nhiễm từ người này sang người khác và CDC đã xét nghiệm gần 40 người kể từ tháng 3, trong đó có công nhân ở Michigan. Toàn bộ những người được xét nghiệm đều có liên quan hoặc tiếp xúc với một trại bò sữa. Một công nhân trại bò sữa ở Texas được xác nhận nhiễm virus trong tháng 4. Michigan và Texas nằm trong số 9 tiểu bang ghi nhận cúm gia cầm trên đàn bò sữa. Các nhà khoa học cho rằng đợt bùng phát lây lan rộng hơn sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA tìm thấy dấu vết của virus H5N1 trong khoảng 20% mẫu sữa bán lẻ. Tương tự như trường hợp ở Texas, bệnh nhân ở Michigan chỉ có triệu chứng trên mắt. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tiểu bang, bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và đã bình phục. Công nhân này tiếp xúc thường xuyên với bò nhiễm virus cúm gia cầm. Giả thuyết chính trong trường hợp này là virus truyền từ bò sang người. Ông Scott Hensley, chuyên gia vaccine cúm tại Đại học Pennsylvania, nói rằng việc đáng lo ngại là virus lây lan mạnh trên bò vì việc này có thể dẫn đến những biến đổi ở virus khiến người dễ nhiễm virus hơn. Thành phố Uvalde, Texas sẽ bồi thường 2 triệu đô la cho gia đình của các nạn nhân trong vụ nổ súng tại trường học. Thành phố Uvalde đạt được thỏa thuận dàn xếp 2 triệu đô la với gia đình của các nạn nhân trong vụ nổ súng hàng loạt năm 2022 tại một trường công ở thành phố trước kỷ niệm 2 năm vụ thảm sát. Trong một trong những vụ nổ súng học đường đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, 19 học sinh và 2 giáo viên bị bắn chết vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 khi một tay súng vào trường tiểu học Rob Uvalde cố thủ bên trong với hàng chục học sinh. Cuộc thẩm tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác định cảnh sát địa phương không đối đầu với tay súng, thay vào đó chờ bên ngoài phòng học hơn một giờ đồng hồ, bất chấp học sinh cầu cứu. Luật sư George Kossoff, đại diện các gia đình trong vụ nổ súng tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012 cho biết, thành phố Uvalde đồng ý bồi thường 2 triệu đô la. Thỏa thuận dàn xếp này bao gồm gia đình của 17 học sinh thiệt mạng và 2 học sinh thoát chết. Các gia đình đồng ý không kiện thành phố nhưng sẽ nộp đơn kiện tiểu bang Texas và chính phủ liên bang vì cách ứng phó của nhân viên thi hành luật pháp của họ. Các gia đình kiện 92 nhân viên cơ quan an toàn công cộng Texas. Nhân viên tiểu bang và liên bang chiếm đa số trong số 376 người chờ đến 77 phút trước khi đối đầu và bắn chết tay súng 18 tuổi. Tháng 12 năm 2022, các gia đình nộp đơn kiện cảnh sát địa phương và tiểu bang, thành phố cùng với giới chức trường học và cơ quan khác đòi bồi thường thiệt hại ít nhất là 27 tỷ đô la. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi nhà hàng Sian Steampot and Yakiniku, là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area, điện thoại 408-649-3106. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên mới giá bay Việt Nam với giá rẻ nhất. Xin gọi 1-888-630-9658 sẽ có nhân viên đặt giá bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Kết thúc phần tin Hoa Kỳ, chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sẽ quay trở lại phần tin địa phương cùng các bản tin chính như sau. Các nhà lập pháp California thúc đẩy dự luật bắt buộc xe mới phải thông báo cho tài xế khi họ phóng nhanh. CHP bắt giữ 355 người, thu hồi 726 chiếc xe bị đánh cắp ở Oakland và East Bay. Sian Steampot and Yakiniku là nhà hàng lẩu hơi đầu tiên và duy nhất tại vùng Bay Area với máy hấp độc đáo có thể hấp hải sản, thịt và rau ngay trên bàn ăn của quý vị. Bên dưới phần hấp, quý vị có thể để một nồi súp hoặc cháo thơm ngon nóng hổi. Tất cả các chiết xuất và tinh chất từ những món hấp sẽ nhỏ xuống súp hoặc cháo của quý vị, tạo thành món súp hoặc cháo thơm lừng, ngọt đậm đà hương vị cho quý vị thưởng thức vào cuối bữa ăn. Các hải sản hoàn toàn tươi sống bơi lội trong hồ. Nhà hàng có các tùy chọn nướng Yakiniku với rất nhiều loại thịt nhập khẩu cao cấp như sườn nướng Miyazaki Wagyu A5 của Nhật Bản và Wagyu M9 của Úc. Cả hai đều là những loại thịt Wagyu có chất lượng cao nhất trên thế giới. Quý vị sẽ ngất ngây thưởng thức những món ăn ngon với sự bày trí thật sang trọng, lãng mạn và đẹp tuyệt vời. Ngoài ra, chúng tôi có quầy nước sốt với 12 nguyên liệu khác nhau, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Các món ăn của nhà hàng là sự kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Trung Hoa. Chúng tôi rất vui mừng chào đón quý vị trong khung cảnh nhà hàng thanh lịch và sang trọng. Nhân viên rất lịch thiệp, ân cần và chu đáo. Nhà hàng còn có quầy rượu với đầy đủ các loại giúp cho quý vị có bữa ăn ngon miệng và rất phù hợp cho
các sự kiện và bữa tiệc riêng của quý vị, Xion Steampot and Yakiniku tọa lạc tại 500 Paperland Milpitas, điện thoại 408-649-3106. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415 335 2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.